Hi, xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tín BMT. Chúng ta tiếp nối cái series làm chủ chương trình sách giáo khoa mới của bộ. Đây là bộ Cánh diều toán lớp 9. Chúng ta đến với chương 1 bài 3, giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì bài này chúng ta sẽ phân thành 5 tiết và ở video clip hôm nay là tiết số 4. Chúng ta đến với bằng bài tập. Đây là bài tập 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số. Câu A. Chúng ta có thể đặt đây hệ gồm hai phương trình 1 2 nhé. Thì ta thấy hệ số đi với x ở đây là số 1, vậy ta nhân cả hai vế phương trình 2 thì cho số 2 thì ta ra được hệ số đi với x nó bằng nhau này, thì ta có hoặc là hệ chỗ này ta khỏi cần nhé, ta thấy hệ số đi với y đối nhau rồi, vậy khỏi cần nhé. Vậy theo ghi là cộng từng vế phương trình đi cho nó nhanh chứ. Cộng từng vế. Đầu tiên ta coi thử có hệ số đi với ẩn nào bằng nhau hoặc đối nhau chưa nhé. Nếu mà không có thì chúng ta với nhân. Còn ở đây nó có rồi này. Thì chúng ta cộng từng vế hoặc trừ từng vế luôn cho nó nhanh. Cộng từng vế hai phương trình 1 và 2. Ta được hệ mới. Ta được phương trình giống vậy hệ. 2x cộng cho x bằng 4 cộng 2. Rồi ra được là 3x bằng 6. Ra được x bằng 6 chia 3 bằng 2. Được chưa nào? Rồi. Thay x bằng 2 vào phương trình thứ 2 nhé. Ta được 2 trừ cho y bằng 2. Vậy ta có là y nó sẽ bằng 0 nhé các em. Kết luận. Vậy nghiệm của hệ phương trình là hai không nhé các em. Rồi. Chúng ta bấm máy tính thử lại nhé. Bài nào cũng thử lại hết nha các em. Rồi bấm 2 bằng 1 bằng 4 bằng 1 bằng trừ 1 bằng 2. X nó bằng 2. Bấm lại này. X bằng 2 và Y bằng 0 nhé các em. Vậy là chúng ta làm đúng rồi đấy. Tương tự câu B. Tương tự chúng ta đếm với câu B. Câu B ta thấy hệ số đi với x nó chưa bằng nhau này, hệ số đi với y nó chưa bằng nhau này. Vậy thì thầy nhìn nhanh là thầy thấy nếu mà thầy nhân cả hai vế phương trình 2, thầy nhân cả hai vế phương trình 2 cho số 2 thì hệ số tạo ra cái hệ mới có hệ số đi với x nó bằng nhau đấy. Thì ta có là nhân hai vế phương trình 2 với 2 thì ta được hệ mới. Rồi. Phương trình 1 thì ta giữ nguyên nhé. Là 4x cộng 5y bằng 11 này. Rồi cái phương trình 2 thì ta có là nhân cả hai vế phương trình 2 cho số 2 nhé. Thì ta có chỗ này chính là 4x nè. Trừ cho 6y bằng 0 nhân 2 chính là bằng 0. Thì lúc này cái hệ mới ta đặt nó là 3, 4. Rồi. Vậy thì chỗ này lúc này nó có hệ số đi với x giống nhau rồi thì ta trừ từng vế phương trình. Ba và bốn ta được. Ta được. Đó chính là 4x trừ 4x là hết. 5y trừ cho trừ 6y là ra 11y. Nó sẽ bằng 11 trừ cho 0 chính là bằng 11. Vậy chỗ này y nó sẽ bằng 1. Rồi ta thay y bằng 1 vào phương trình. Các em có thể thay vào phương trình nào tiện nhất nhé. 1, 2, 3, 4 đều được nhé. Thì ta thay vào phương trình 2. Ta được. Đó chính là x nhân với 2 này. Trừ cho 3 nhân với y là 3 nhân với 1 bằng 0. Vậy thì ta có là 2x bằng 3 thì ta có x bằng 3 phần 2. Chỗ này ta kết luận là vậy nghiệm của hệ phương trình. Nghiệm của hệ phương trình đã cho là cặp số xy 3 phần 2 và 1
Rồi chúng ta thử lại nhé. Bấm AC, rồi ta thế vào 4x này cộng 5y bằng 11 và 2x trừ 3y bằng 0. Vậy ra x bằng 3 phần 2 và y bằng 1. Vậy là chúng ta đã giải đúng rồi nha các em. Rồi chúng ta làm đến với câu C. Rồi, ta thấy nếu mà ta nhân cả hai vế phương trình 2 cho số 6 thì hệ số đi với x ở hai phương trình lúc này nó sẽ đối nhau đấy nha các em. Thì ta gọi là nhân hai vế phương trình 2 cho chỗ này thì nhân cho trừ 6 luôn nhé. Ta được. Và hai phương trình nó giống nhau luôn đấy các em. Phương trình đầu ta viết lại nè, 12x cộng 8y bằng trừ 24. Và chỗ này nhân cho trừ 6 là 12 nhân trừ 6 nhân với trừ 2 ra là 12x này. Trừ 6 nhân với trừ 3 là ra 18y bằng chỗ này là trừ 24. Đó, đó là một cách nhé. Hoặc là để gọn hơn thì thầy sẽ chia cả hai vế đấy. Chia hoặc nhân đều được nhé các em. Ta có thể là chia hai vế hay là nhân hai vế phương trình 1 cho số 1 phần 6 cũng được nhé các em. Hay là chia cả hai vế phương trình 1 cho số 6 đều được. Nhân cho 1 phần 6 thì ta có là, hay là nhân cho trừ 1 phần 6 thì ta được 12 nhân trừ 1 phần 6 thì nó ra được là trừ 2x này. 12, 18 nhân cho trừ 1 phần 6 thì nó ra trừ 3y này. Trừ 24 mà nhân cho trừ 1 phần 6 chính là chia cho trừ 6 đấy. Vậy là bằng 4 này. Đó là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là ta giữ nguyên thì nó y chang. Hai phương trình nó giống nhau này các em này. Đấy. Rồi thì từ đó ta có là vì vậy nghiệm của hệ. Cái này chính là có vô số nghiệm đấy nha anh. Vì vậy này. Nghiệm của hệ. Hai phương trình giống nhau thì ta đưa về là nghiệm của một phương trình thôi. Nghiệm của hệ là nghiệm của phương trình. Trừ 2x trừ 3y bằng 4. Rồi. Thì ra có là vậy. Hệ có vô số nghiệm. Chỗ này các em có thể biểu diễn y theo x trước nhé. Chỗ này ta tương đương xuống làm chuyển qua là có này. Trừ 2x trừ 4y bằng 3y. Xong mình chia cả hai vế cho 3 là y nó sẽ bằng trừ 2x. Chỗ này là 4 nhé, thầy nhầm. Trừ 4 phần 3 nhé các em. Đó thì mình biết là từ đây y nó sẽ bằng là trừ 2 phần 3x này. Tách ra luôn. Trừ 4 phần 3. Đấy. Vậy ta ghi là vậy hệ có nghiệm. Vô số nghiệm đó là tùy ý. Thì mình ghi x thuộc R và y nó sẽ bằng trừ 2 phần 3x trừ cho 4 phần 3. Đó, vậy chúng ta làm giải quyết trong câu C. Câu C nó có vô số nghiệm nhé. Thì ta có thể bấm máy tính thử lại nè. 12x nè. 18y nè. Bằng 24. Trừ 24 chứ. Rồi tiếp tục. Trừ 2x. Trừ 3y. Bằng 4. Rồi nó ra vô số nghiệm nha các. Vậy câu C thì làm đúng rồi đó. Tương tự chúng ta làm câu C bằng phương pháp cộng, câu D bằng phương pháp cộng đại số. Rồi câu D thì nhân cả hai vế phương trình 2 cho, thầy chia ở với hai vế phương trình 2 nhé, cho số 2 đi. Hay là nhân cả hai vế phương trình 2 cho số 1 phần 2 đó, hay là trừ 1 phần 2 nhé. Em chia hai vế phương trình 2 đi. Cho 2
ta được hệ phương trình. Hệ phương trình mới. Phương trình 1 ta giữ nguyên. Đó là x trừ 3y bằng 5. Rồi phương trình 2 ta chia cho 2 thì là ra trừ x cộng 3y bằng 5. Rồi. Thì ta có là cộng 2 phương trình 3, 4 theo vế nhé. Hệ số đi với x nó đối nhau rồi này. Cộng từng vế phương trình 3 và 4. Ta được. Rồi ta thấy là x cộng cho trừ x là hết, là 0x. Trừ 3y cộng cho 3y chính là 0y bằng 10. Thì ta thấy là vô lý. Thì ta ghi là vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Hệ phương trình đã cho vô nghiệm nhé các em. Và chúng ta thử lại nhé. 1x này trừ 3y bằng 5. Tiếp tục trừ 2x cộng 6y bằng 10. Nó ra vô nghiệm nhé các em. Rồi, vậy chúng ta đã làm xong cái bài số 2. Rồi, chúng ta cùng đến với bài tập số 3 nhé các em. Rồi, xác định AB để đồ thị hàm số này đi qua hai điểm AB trong mỗi trường hợp sau. Rồi, vậy ta có để đồ thị mà đi qua điểm A thì tọa độ điểm A phải thỏa mãn phương trình hàm số. Được chưa nào? Tọa độ điểm A nó phải thỏa mãn phương trình hàm số nhé. Vậy ta có là mình sẽ ghi bằng câu là để đồ thị hàm số, nhớ là có chữ đồ thị nhé, nó phải đi qua điểm được. Đồ thị hàm số y bằng ax cộng b, nó đi qua hai điểm, đi qua điểm A có tọa độ là 1 trừ 2 và điểm B có tọa độ trừ 2 trừ 11. Thì gọi là tọa độ A, B, tọa độ có nghĩa là x, y đó, phải thỏa mãn. Phải thỏa mãn phương trình hàm số. Đó. Được chưa nào? Là y bằng ax cộng b đó. Rồi, nên ta có hệ. Ta có cái hệ là thế x vào em. Điểm A này, thỏa mãn phương trình này là x bằng 1. Thì ta thế vào là A nhân với 1 cộng cho B. Nó sẽ bằng y. Y ở đây chính là trừ 2. Đấy. Tương tự điểm B, ta thế x bằng trừ 1 vào là A nhân với x bằng trừ 2 vào là A nhân với trừ 2 cộng B. Nó sẽ bằng y ở đây chính là bằng trừ 11. Đó, vậy ta có cái hệ. Ta đặt đây là 1, 2. Rồi, vậy chúng ta sẽ giải cái hệ này bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số thôi. Rồi. Từ phương trình 1 ta có. Từ phương trình 1 ta có là ta rút B bằng A đi. B bằng trừ 2 trừ A. Rồi ta thế vào phương trình 2. Ta được. Thế vào phương trình 2 ta được. Đó là 2 nhân với A cộng cho B thì ta thay là bằng trừ 2 trừ A bằng trừ 11. Vậy ta có là A nó sẽ bằng trừ 11 cộng cho 2 là bằng 9 nha các em. Rồi. Thay A bằng 9. Vào phương trình. Phương trình ở bước 1 này là B bằng trừ 2 trừ A. Ta có. Ta được. Đó. Là B nó sẽ bằng trừ 2 trừ cho 9 là bằng trừ 11 nha các em. Rồi, chúng ta bấm máy tính thử lại cái hệ có thử đúng chưa nhé.
À, vậy chúng ta đang bị sai này. Chỗ này là trừ 3A chứ. Trừ A. Vậy đây là thành trừ 3A bằng 9. Vậy A bằng trừ 3A bằng 9 nè. Trừ 9 nhé. Chỗ này thầy nhầm. Trừ 2 chuyển qua phía phải là bằng cộng 2. Trừ 11 là bằng trừ 9. Ok. Vậy thầy bị nhầm rồi. Nên luôn luôn thử lại nhé các em. Vậy ta có A bằng 3. Thế A bằng 3 vào phương trình 2. Ta được là cái này là số 3 nhé. Vậy đây là bằng trừ 5 nhé các em. Đó, cái bước thử lại cực kỳ quan trọng nha các em. Thì mình kết luận là vậy, A bằng 3, B bằng 5. Thì thỏa yêu cầu bài toán. Đây là đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b đi qua hai điểm AB đó. Rồi. Tương tự câu B các em làm y chang như vậy nhé. Câu B thì thầy trình bày giống vậy, xong rồi thầy sửa lại thôi. Rồi các em sửa tọa độ các điểm thôi nha các em. Rồi, điểm câu B lúc này là 28 và trừ 45. 28 trừ 45. Rồi, từ đó ta có cái hệ, ta thế vào. Phương trình đầu tiên là ta có x là bằng 2, thì ta có là 2a cộng b. Nó sẽ bằng y ở đây tương ứng là 8. Tương tự phương trình thứ hai thế x bằng trừ 4 vào thì đây là trừ 4a cộng b, nó sẽ bằng, chỗ này chính là bằng y là ở đây tương ứng là 5 nhé các em. Rồi vậy thì chúng ta sẽ giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số. Chỗ này thầy sẽ giải bằng phương pháp cộng đại số nhé. Chỗ này ta có là đặt đây là 1, 2 nè. Các em nhân cả hai vế phương trình 1 cho 2 đi. Ta được hệ phương trình. Chỗ này ta nhân vào cho 2, chỗ này là ra 4a cộng cho 2b bằng 16 này. Và trừ 4a phương trình 2 ta viết lại nhé, cộng b bằng 10. Rồi. Tiếp tục. Lúc này ta cộng từng vế phương trình 3, 4. Ta được. Đây chính là 4a cộng cho trừ 4a là hết. 2b cộng cho b chính là 3b. Nó sẽ bằng 16. Từ đó ta có là b bằng 16 phần 3. B nó sẽ bằng 16 phần 3. À, chỗ này. Chỗ này số 5 mà ta. Sorry tụi em. Để ý nhé. 16 cộng 5 là 21 chứ. 21 phần 3 là bằng 7. B bằng 7 nhé. Rồi. Ta thay B bằng 7 vào phương trình 1 nhé. 2 nhân cho A cộng cho 7 bằng 8 nha các em. Vậy ta có là 2A bằng 1. Vậy A nó sẽ bằng 1 phần 2. Rồi kết luận vậy nghiệm của. Vậy A bằng 1 phần 2, B bằng 7. Đó. Thì thỏa mãn yêu cầu bài toán, hoặc là mình ghi là thì đồ thị hàm số y bằng AX cộng B đi qua hai điểm AB. Đi qua hai điểm AB. A có tọa độ là 28 và B có tọa độ là trừ 45. Đó, vậy bài toán chúng ta đều được giải quyết nhé. Đó là toàn bộ cái bài số 3 nhé các em. Bài tập số 3. Chúng ta làm đến với bài 4 là chúng ta làm đến với bài tập 4 là một bài toán cano xuôi dòng, cano ngược dòng nhé. Thì các em lưu ý đối với cái dạng toán như thế này thì chúng ta cứ nhớ cho thầy là vận tốc của cano khi xuôi dòng, hay là tốc độ đấy. Chúng ta có là tốc độ xuôi dòng thì nó sẽ bằng tốc độ cano khi nước đứng yên nhé, hay là tốc độ riêng của cano đây. Ta có tốc độ cano khi xuôi dòng thì bằng tốc độ riêng của cano, hay ta hiểu nó chính là tốc độ cano khi nước đứng yên đó, cộng với tốc độ nước nhé. Rồi còn cái tốc độ ngược dòng thì chúng ta sẽ giả sử là chúng ta đang tính toán ở trong điều kiện lý tưởng nhé các em.
lúc nào vậy hết là tốc độ ngược dòng thì nó sẽ bằng tốc độ riêng của cano trừ cho tốc độ nước nhé. Thì cái này chúng ta cũng kẻ bảng ra giống như cái bài toán là cái này chúng ta cũng kẻ bảng ra giống như là chúng ta đang làm đối với là giải toán bằng cách lập phương trình đấy nhé. Hệ phương trình thì nó cũng y chang như vậy. Các em có thể kẻ vào bài thi cũng được và kẻ ngoài giấy nháp cũng được nhé. Thì ta cứ cho thầy ba bốn cột. Bốn cột ba hàng nhé. Thì luôn luôn có công thức là quãng đường thì bằng vận tốc chính là tốc độ đấy nhân với thời gian nha các em. Vậy ta có là khi xuôi dòng này. Rồi hàng thứ hai là khi ngược dòng. Hàng thứ ba chứ. Các em cứ kể cái bảng này ra cho thầy là làm rất là dễ nha các em. Thì ta có là quãng đường khi đi xuôi dòng này. Quãng đường. Rồi. Chỗ này là tốc độ và thời gian. Ba đại lượng. Liên hệ mật thiết với nhau nha các em. Vậy ta có là khi đi xuôi dòng thì chỗ này thầy sẽ gọi người ta bảo là tính tốc độ cano khi nước yên lặng và tốc độ của dòng nước thì ta sẽ gọi SI. Ta sẽ gọi SI lần lượt là tốc độ của cano khi nước yên lặng. Chính là tốc độ riêng của cano đó nha. Và tốc độ dòng nước. Thì lúc này ta sẽ có là quãng đường thì đi xuôi dòng thì cũng sẽ đi hết 42 km giờ nhé. 42 km nhé. Thì ta có là quãng đường là xuôi dòng 42. Thì tốc độ xuôi dòng lúc này nó chính là bằng tốc độ riêng của cano cộng tốc độ riêng của nước. À chỗ này ta đặt xi thì phải có điều kiện các em. Tốc độ cano nó phải lớn hơn tốc độ của nước thì nó mới đi ngược dòng được và đều phải lớn hơn không nhé. Rồi thì ta có tốc độ xuôi dòng lúc này chính là x cộng y này. Vậy thời gian xuôi dòng lúc này chính là 42 phần x cộng y. Rồi vậy là ta có là thời gian khi đi xuôi dòng thì chính là bằng quãng đường chia cho tốc độ khi xuôi dòng. À, thời gian ở trong bài này thì nó cho luôn là 1 giờ 30 phút nha các em. Vậy chúng ta sẽ đổi đơn vị ở phía bên này. Chúng ta đổi đơn vị ra nhé. 1 giờ 30 phút. Thì nó sẽ bằng 1,5 giờ. Rồi ta đổi tốc độ ngược dòng luôn là 2 giờ 6 phút. Thì nó sẽ bằng là 6 phút. Thì đổi ra đơn vị giờ chính là 6 chia cho 60 thì bằng 1 phần 10. 2 cộng cho 1 phần 10 là bằng 11 phần 21 phần 10 nhé các em. Bằng 21 phần 10 chính là 2,1 giờ nhé các em. Vậy ta có là thời gian xuôi dòng thì chính là bằng 1,5 giờ này. Rồi. Chỗ này đi ngược dòng lại thì cũng đi hết quãng đường là 42. Và tốc độ ngược dòng lúc này là x trừ y. Vậy là thời gian ngược dòng thì 2,1. Vậy thì ta có là vì đi xuôi dòng hết 1,5 giờ nên ta có phương trình là phương trình là tốc độ xuôi dòng thì chính là x cộng y thì nó sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian thì chính là bằng 42 chia cho 1,5. Rồi, ta xuống dòng x cộng y nó sẽ bằng ta lấy 42 chia 1,5. Nó sẽ bằng 28. Ta đặt đây là phương trình thứ nhất. Tương tự nhé. Vì ngược dòng tương tự như vậy. Chúng ta ghi câu là vì ngược dòng thì hết 2,1 giờ. Nên ta có phương trình là tốc độ ngược dòng thì bằng quãng đường ngược dòng chia cho thời gian ngược dòng.
Vậy là bằng 42 chia cho 2,1 là bằng 20. Vậy ta có là x trừ y bằng 20. Rồi, vậy ta có là từ 1 và 2 thì ta có là hệ phương trình. Hệ phương trình của ta lúc này chính là x cộng y bằng 28 và x trừ y bằng 20. Vậy thì ta thấy là hai phương trình này có hệ số đi với y là đối nhau, vậy thì ta cộng từng vế phương trình của hệ. Ta được đó là 2x bằng 48. Rồi ta viết lại một phương trình cũng được nhé, là x, không thì ta giải này ra là x bằng 24. Rồi thế x bằng 24 vào phương trình đầu tiên đi, vào phương trình 1 thì ta được là 24 cộng y bằng 28. Từ đó ta giải ra y bằng 4 thì ta thấy thỏa mãn điều kiện nhé. Các em lưu ý là đơn vị là quãng đường là km, thời gian là giờ, vậy là vận tốc thì nó sẽ ra đơn vị là km giờ nha các em. Đơn vị chỗ này ta có thể viết lại là km chia cho giờ này. Đấy, vậy chúng ta kết luận là vậy tốc độ của cano khi nước yên lặng là 24 km giờ. Tốc độ nước là 4 km giờ nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 4 nha các em. Chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập số 4. Đó, đối với cái dạng bài toán mà quãng đường, vận tốc, thời gian thì các em cứ hãy lập cái bảng tạo ra sự liên hệ giữa quãng đường, tốc độ với thời gian. Đó, từ đó chúng ta dựa vào các cái yếu tố đề bài cho chúng ta tìm đại lượng chưa biết. Đó là bài số 4 nha các em. Thì video clip hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy thích hãy cho thầy một like cũng như hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video học toán cùng thầy Tín. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng nút chuông để cập nhật những video mới nhất. Các em có thể xem đầy đủ chương trình cũng như là xem đầy đủ theo từng bộ sách ở cái mục danh sách phát. Thầy để ở cuối mỗi video nha các em. Hoặc các em có thể vào trang của thầy và vào phần mục danh sách phát thì các em có thể dễ dàng tìm được mỗi bài học. Xin cảm ơn tụi em rất là nhiều. See ya.